Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, trong chương trình Lối ra chúng ta sẽ gặp gỡ các vị khách mời, những người đã tìm ra lối ra cho nỗi buồn của mình. Và chúng ta cùng trò chuyện để xem cách họ đã vượt qua những nỗi buồn của mình như thế nào. Và biết đâu, với những cách thức đấy lại đem lại cho quý vị những gợi ý để chúng ta có thể vượt qua những nỗi buồn của chính bản thân mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt, đó là ca sĩ Khánh Ngọc. Ca sĩ Khánh Ngọc, tên thật là Phạm Thị Hồng Thanh. Cô từng là sinh viên khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đam mê ca hát cùng chất giọng đầy nội lực, kỹ thuật tốt. Ngay từ khi còn nhỏ, Khánh Ngọc đã tham gia nhiều cuộc thi ca hát. Nhưng nữ ca sĩ thực sự được công chúng biết đến khi giành chiến thắng tại cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2004 với thứ hạng cao nhất. Giải thưởng này giúp cô tự tin hơn khi chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Những tình khúc như Vầng Trăng Khóc, Tình Pha Lê, Mộng Thủy Tinh được Khánh Ngọc thể hiện những năm 2000 đã từng nổi đình đám và làm mưa gió khắp các bảng xếp hạng âm nhạc. Năm 2011, Khánh Ngọc kết hôn, nhưng rất nhanh sau đó, nữ ca sĩ chính thức chia sẻ đã đường ai nấy đi với chồng sau 2 năm chung sống. Sau gần 10 năm làm mẹ đơn thân, trải qua nhiều biến cố từ đổ vỡ hôn nhân, Khánh Ngọc đã dần chữa lành những tổn thương từ quá khứ và ổn định cuộc sống và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện hậu ly hôn tại Lối ra. Phải thú thật là cũng đã gọi là nếu mà biết em qua các sản phẩm về nghệ thuật ấy, thì nhiều người bảo biết tác phẩm thì coi như biết con người đấy, coi như đã quen nhau lâu lắm rồi đấy. Dạ. Anh nghĩ còn khi còn đang trẻ, còn đang ở cái tuổi đang yêu suốt ngày. Những em thấy bây giờ anh vẫn trẻ. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã nhận lời đến với chương trình. Dạ. Và anh cũng rất cảm ơn chương trình vì nhờ chương trình mà anh được gặp rất nhiều các vị khách mời và trong đấy có rất nhiều người là anh đã quen trong nháy khi mà được xem các tác phẩm, nghe các tác phẩm, trong đó có những bài hát của em. Yeah. Đặc sắc nhất chắc là mọi người vẫn đang nhắc đến là Vầng Trăng Khóc. Yeah. Yeah, trước đây khi mà bắt đầu bước chân vào lựa chọn là ca sĩ thì em có gọi là có cái cơ duyên thì không, ví dụ như người nhà có người làm nghệ thuật hay là vì em yêu thích hay là vì em học trong chuyên ngành về nghệ thuật ra? Nhà em là có một mình em đi theo con đường ca hát thôi. Ừ. Có nghĩa là từ nhỏ ở nhà thì hay mở này cải lương rồi mở ca nhạc cho mình nghe mỗi ngày thì nó ngấm vô, rồi xong mình cũng hay hát theo, hát bu vơ, rồi xong rồi vô trường thì ở trong trường á thì em hay đi thi mấy cái cuộc thi ở trong trường. Rồi cỡ khoảng 15 tuổi á là bắt đầu làm, thì rất là nhiều người nói là bé này hát được. Được, ok, cái mình nghe mình khoái. Cái xong rồi ở trong trường để thi thì cũng có giải. Rồi cái 15 tuổi cái em mới mạnh dạn, lần đầu tiên mạnh dạn em đi thi cấp quận. Cái xong rồi em được giải nhất đầu tiên trong cuộc đời của em là lúc đó em hát một cái bài hát dân ca, đó là Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Thì em được giải nhất đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của em. Rồi xong rồi đó, cái kể từ đó cái em mới đi vô cái câu lạc bộ của cái quận mà ở quận 4 á, nơi mà em ở đó. Rồi xong rồi kể từ đó là bắt đầu em bước vô con đường ca hát bán chuyên nghiệp. Bán chuyên. Dạ, có nghĩa là mình hát những ở thông tin lưu động, rồi hát tuyên truyền, hoặc là hát ở trường đảng, hát những ca khúc cách mạng và dân ca. Thế là mọi thứ đến với em nó cũng khá là tự nhiên. Dạ, đó, rồi xong rồi bắt đầu khi mà mình đã xác định được là mình yêu thích cái môn đó rồi, thì sau khi mà em học lớp 12 xong thì em mới quyết định là em sẽ thi vào trường âm nhạc để mình có thêm những cái kiến thức để trau dồi cho cái vậy là coi như đi chuyên hẳn luôn. Dạ, bắt đầu em mới thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Đó, bắt đầu kể từ đó là em học 3 năm. Rồi trong cái 3 năm đó thì em cũng đi kiếm cơm, hát đám cưới, rồi hát phòng trà, hát những cái tụ điểm ca nhạc mở trong Sài Gòn thì rất là nhiều cái tụ điểm như vậy, thì em hát nhiều, cho nên là em rất là gọi là dạng dĩ trên sân khấu đó. Rồi xong rồi mình thực hành rất là nhiều, rồi sau trong cái năm thứ ba em học thì bắt đầu em mới quyết định là đi thi tiếng hát truyền hình năm 2004 đó. Thì rất là may mắn là trong 2004 là em đăng quang giải nhất tiếng hát truyền hình năm 2004 luôn. Bắt đầu kể từ đó là cái bước ngoặt để mà em bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Chứ lúc trước nó mới có bán thôi. Những cái cuộc thi ấy, thực ra nó cũng rất quan trọng vì nhiều người thì bảo là thi thố thì bệnh thành tích nọ, anh nghĩ không phải. Thực ra thi nó rất quan trọng ở chỗ là nó ngoài là một cái chặng mà mình phải nỗ lực, và khi có cái thành tựu đấy nó biến đổi anh em mình lên một cái đẳng cấp khác, chứ nó không chỉ đơn giản là chỉ
tàng mã cái đấy. Nên là khi tham gia các cuộc thi như vậy cũng là một cái bước để anh em đánh dấu những cái bậc thang mà mình bước trong nghề. Em được mọi người biết đến nhiều với một bài hát mà nghe nó hơi tan vỡ. Em nghĩ có khi nào bài hát nó vận vào mình không? Nếu mà nói về bài hát vận vào mình thì em nghĩ là những ca khúc của em từ đó đến giờ là đa số là đều tan vỡ. Do em hợp hay là do người ta order như vậy? Sau khi đoạt giải thì em bắt đầu em đầu quân về công ty Nhạc Xanh, làm ca sĩ độc quyền 4 năm. Đó thì trong 4 năm đó thì anh định hình cho mình theo một cái phong cách. Thì lúc đó thì anh Nhật Tinh Anh cũng đầu quân vào công ty Nhạc Xanh luôn. Vậy hai anh em là cùng một công ty. Bắt đầu anh Khánh mới là bắt đầu là tìm những ca khúc để phù hợp và định hướng em theo cái dòng nhạc trẻ. Rồi mới đầu mới tìm những bài hát mà đa số là những ca khúc trong cái album đầu tay của em là toàn những bài hát tình yêu, mà đa số mà cái bài ballad đó thường là cái nội dung nó đều là tan buồn vỡ, tan vỡ. Đôi khi đó là cái phong cách của thời đại. Ví dụ như anh về nhà thì nhà anh có hai cái ảnh cưới to, một là ảnh cưới của anh chị anh và hai là ảnh cưới của vợ chồng anh. Thì anh thấy rõ ràng là ảnh cưới của anh chị anh thường cái thời trước chụp ấy là không được cười. Anh chả hiểu sao lại có cái quy định ấy, tức là em không biết chuyện đó. Tức là mặt phải kiểu nó cũng phải có một chút gì đấy buồn buồn, kiểu là như người phụ nữ thì phải buồn chút vì đi lấy chồng, tức là sang nhà người khác thì mình cũng phải buồn, hay là mừng chứ không, người nhà mừng đấy, kiểu thế. Thế thì thế hệ của bọn anh thì lại tươi tỉnh kiểu thế. Bây giờ em để ý là nhạc để nổi mà nhạc thị trường hiện nay thường nội dung phải rất tương bừng. Đại khái nhạc sôi động. Nhưng mà nói gì nói thì cái ballad nó vẫn có một cái vị trí nhất định trong lòng. Mà khi mà anh để ý đi những cái bài mà nó nổi mà nó đi cùng năm tháng á, thì thường là những bài ballad. Còn những bài vui nhộn thì nhiều khi là nó chỉ được một thời gian ngắn. Hoặc là ví dụ như những bài mà vui mà cái kiểu mà kết đôi này nọ thì sẽ hát được trong những cái dịp đám cưới rồi này nọ. Nhưng mà khi mà hát phòng trà mà hát mấy bài vui đó thì mình cũng ít khi nào thấy nó là thành phòng rượu mà không phải phòng trà nữa. Dạ. Anh hỏi cái này là cái chất của Khánh Ngọc nó hợp với ballad hay là những cái bài ballad đấy đã tạo tác nên Khánh Ngọc? Cái giọng em từ bé nó đã già, gọi là cái giọng nó già đó. Không, gọi là giọng có trải nghiệm. Người ta không dùng từ già, người ta tránh dùng từ già. Nói chung là một cái giọng hát rất là trải nghiệm, rất là trải có nghiệm. Có độ đầm. Mà mặc khi là mười mấy từ nhỏ luôn là em đã không có hát nhạc thiếu nhi, tự nhiên cái giọng em không có nhão kiểu mà thiếu nhi. Gọi là baby voice. Em không hát được. Cho nên là mình phải biết được là cái ưu điểm và cái khuyết điểm mình nằm ở đâu để mình có thể lựa chọn và định hình theo một cái hình tượng nào mà nó phù hợp. Tức là cái chất của em đã vốn là như vậy rồi. Dạ. Cái giọng mà nó có vẻ nó trải đời hơn ấy thì thường gắn với nỗi buồn. Nỗi buồn hay cho anh em mình nhiều trải nghiệm, chứ khi niềm vui cho anh em mình trải nghiệm lắm. Mình vui xong quên béng mất, nhưng mà thường buồn hay nhớ. Thời tuổi trẻ của mình anh cũng có nhiều lúc mà buồn quá thể luôn ấy. Buồn mà buồn theo kiểu là không phải ngồi ủ rũ, vì anh sợ ngồi ủ rũ lắm. Buồn xong cũng đi hát karaoke rồi uống rượu say xỉn rồi giải tỏa, tưng bừng gào thét. Lúc ấy mình chỉ muốn gào thét thôi chứ mình cũng không có nhu cầu là gọi là phải ngồi ủ rũ. Nhưng mà nếu với lúc ấy mà gào thét theo trong một bài ballad thì nghe chừng nó không hợp lắm thôi. Bởi vì phải remix. Remix lại mà vẫn nội dung đấy, vẫn buồn, nhưng mà buồn theo kiểu bùng cháy. Anh nghĩ vậy nỗi buồn nó cũng tan nhanh hơn. Từ khi mà Nam Tiến vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp cách đây ngót nghét là 20 năm thì Quân đã gặp Khánh Ngọc và đã chơi với Khánh Ngọc từ có thể nói là từ những cái ngày đầu tiên đó. Có một thời gian là Quân với Khánh Ngọc là ở chung trong một chung cư, cho nên là chúng tôi đi qua đi lại nhà nhau, rồi thậm chí là ăn uống với nhau, và có rất là nhiều những cái buổi trò chuyện rồi tâm sự với nhau. Và qua những cái buổi trò chuyện tâm sự đó thì chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, hiểu nhau về những cái khó khăn vất vả trong công việc, cũng như là những cái thăng trầm, những cái nỗi buồn trong cuộc sống. Thì đối với Khánh Ngọc thì Ngọc đã phải trải qua rất là nhiều những đau buồn, những thậm chí là cả mất mát và cả chia ly trong tình yêu. Đó là một điều mà Quân cảm thấy rất là thương người bạn của mình, rất là đồng cảm và chia sẻ với Ngọc. Bởi vì một người con gái, nói gì thì nói chứ cũng có rất là nhiều những cái cảm xúc, nhiều khi còn tủi thân nữa. Nhưng mà Ngọc có thể nói là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ và đã vượt qua tất cả những cái khó khăn đó. Và Ngọc đã mạnh mẽ để vươn lên, để đi tiếp. Và rồi em bước vào một cuộc hôn nhân. Và sau đó em bước ra khỏi một cuộc hôn nhân.
Thì đấy là cái mà anh luôn luôn gặp ở trong chương trình Lối Ra này, vì khách mời của anh là những người như thế. Em có xem. Có nhiều người là bước ra mấy lần cơ, khoảng 3-4 lần thì trao đổi cũng sẽ có những khó khăn. Ví dụ như anh hỏi là về những cái nỗi buồn hay là về những kỷ niệm thì thường họ cũng mất thời gian để chọn xem là nên nói ở trong cái nỗi buồn nào, có nhiều phần của, đấy, trải nghiệm nhiều. Thì đấy cũng là một cái mà đôi khi trong cuộc sống nó nhiều điều thú vị. Em mới có một thôi mà em muốn hả, xỉu up xỉu down. Đấy, xỉu up xỉu down. Thế nỗi buồn đến với em vào những thời điểm nào? Thời điểm trước, trong hay là sau khi mà cuộc hôn nhân đến tan vỡ? Khoảng thời gian mà suy sụp nhất là sau ly hôn. Sau ly hôn. Sau ly hôn là cái khoảng thời gian nó khó khăn nhất. Còn lúc mà trong cái khoảng thời gian mà trong hôn nhân mà nó có sự trục trặc á, thì cái khoảng thời gian đó thì mình nó cứ rối bời thôi. Nhưng mà sau ly hôn là từ tinh thần cho tới sức khỏe cho tới gọi là tài chính, mọi thứ nó đều xuống dốc một cách là không phanh luôn á. Nó xuống dốc trầm trọng luôn mà trong cuộc sống mà đối với một người bình thường mà nếu như mà sức khỏe không có là đã mệt rồi. Đối với em, một người ca sĩ mà sức khỏe em không có, rồi lúc đó là em bị chỗ đi khám bệnh ra tùm lum bệnh hết trơn. Nào là rối loạn dây thần kinh thực vật, rồi sau trầm cảm sau sinh, rồi sau khi đó cái xong rồi em lúc mà em sanh em bé đó thì cái giai đoạn đó là em bị băng huyết, có nghĩa là nó mất quá nhiều máu. Rồi cái sau đó là tự nhiên cái một mấy tháng sau đó, khi mà mình sanh con ổn định rồi đó, em muốn trở lại đi hát đó, thì cái thời gian đó là tự nhiên em hát không được. Nó chuẩn bị mất giọng hoàn toàn luôn á. Hát nó cứ trong trên nó phô rình, gọi là phô rình luôn á. Ghê ơi là ghê, có nghĩa là mình rướng lên cái nốt đó mình rướng không được. Cái trong thời gian mà em đang tập mà sửa cái giọng mình á, hát nó sẽ không có cảm xúc được nhiều. Tự nhiên mình cứ lắng nghe, bị căng thẳng quá, cứ nghe giọng hát mình, rồi xong rồi mình cứ đứng, rồi mình cứ sợ là mọi người đang nhìn mình. Mình hát cái khúc đó, rồi tới cái chữ mà mình hát không chuẩn được rồi. Chuẩn bị này, chuẩn bị này. Lúc em quá căng thẳng, người nó căng cứng, người đợi. Thì bởi vậy thì khi mà em đi khám bệnh ra thì bác sĩ nó nêm một cái loại bệnh là gọi là rối loạn dây thần kinh thực vật. Đó, nó làm cho mình cứ lo âu, là cứ mỗi lần bước lên sân khấu là em bị căng thẳng, bị gồng cứng. Ngay kể cả người khỏe mạnh nhá. Dạ. Mà làm nghề nghệ sĩ như anh em mình, tức là nghề biểu diễn ấy. Dạ. Thì trước khi lên sân khấu đã hồi hộp rồi. Yeah. Chứ chưa nói gì là em còn bị vấn đề về sức khỏe, rồi em lại còn đang bị một cái ám ảnh rằng giọng hát của em đang không ổn. Đó, thì cái mình lên mình cứ sợ, rồi xong rồi cứ thấy mọi người giống như là mọi người đang nhìn mình, đang lắng nghe mình. Mình hát cái gì cái chỗ đó sai là cứ sợ, cứ lo sợ. Thế là mình phải đành gác lại cái chuyện đi hát, rồi em phải nghỉ một năm mấy, hai năm. Rồi sau đó thì lại ly hôn. Ly hôn thì trong cái khoảng thời gian ly hôn thì mọi thứ là nó không còn gì, cho nên là bắt buộc, có nghĩa là lúc đó là gọi là tình thế bắt buộc là mình phải đi hát để mà kiếm tiền. Mà trong cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà em hát rất là ghê luôn, nhưng mà mình cũng phải cố gắng, mình giống như là mình ráng mà gào lên để mà đi kiếm tiền để mà nuôi con. Thì lúc đó thì em sau ly hôn thì em một mình nuôi con và nuôi cả gia đình nữa, cho nên lúc đó là em không còn sự lựa chọn. Mặc dù là em biết là khi mình bước lên sân khấu mà mình hát với một cái giọng mà mình cảm thấy bản thân mình còn cảm thấy gọi là mình nhục, gọi là thật đó. Lúc đó em hát mình cái em chỉ có giọng em ghê quá, mà mình phải ráng cố gắng tất cả gì gọi là cơm áo gạo tiền để mình phải bước lên sân khấu để mình hát. Mà lúc đó mình cảm thấy trời, một cái vùng trời rất là u ám và đen tối trong cuộc đời em là cái khoảng thời gian sau ly hôn. Sức khỏe không có, rồi tinh thần không có, rồi tài chính không có. Rồi ba cái món mà nó làm nên cho mình là một cái con người. Khi mà con người mình nó khỏe hay tốt hơn là nhờ ba thứ đó, mà giờ ba thứ đó em không còn cái thứ nào hết trơn. Đó là một cái thời gian mà suy sụp nhất của em. Em cũng cố gắng em đi tìm thầy để mà mình học, để mình lấy lại cái giọng hát. Cái đó là điều gọi là cái cần câu cơm của em đầu tiên. Đầu tiên đó. Đó là em đi mà càng học thì khi mà mình về mình thực hành lại đó thì mình lại càng thấy chỗ sao học mà nó không hiệu quả. Sao nó càng hoàng. Càng học nó hát nó chỗ nó cứ trong trên, mà mình lại dân, mà có nghĩa là nhan sắc không có nghĩa là em
em được khán giả yêu mến và được đến được khán giả đón nhận là nhờ giọng hát. Mà bây giờ đã nhan sắc đã không có rồi, có mỗi cái giọng hát thôi mà hát cũng không xong nữa. Tức là thanh và sắc. Mà cái khúc sắc là bỏ qua rồi đó. Không, lúc ấy vừa đẻ xong không tính. Rồi, lúc ấy chưa ổn định, sắc chưa ổn định, lúc ấy chỉ còn thanh đó, thôi. Thanh mà giờ thanh cũng không ổn định luôn. Dạ, lúc đó là thanh không có luôn á, nó mất hết luôn á. Mà mình là dân cái hát truyền hình nữa. Mọi người nhìn vô là cái cô bé này là hát nội lực lắm, giọng dày lắm, rồi các kiểu mà bây giờ thì nó như vậy đó. Rồi sau mình trong cái thời gian tập luyện thì càng tập cái sau mình cũng cố gắng mình hát làm sao mà cho nó tới nốt mà nó vẫn không tới. Nó vẫn trong trên đi đâu á, cho mình lúc đó nó càng tồi tệ hơn nữa. Nó làm cho mình bị hoảng, nó trời ơi bây giờ phải làm sao. Cái đến một cái thời điểm mà sau khi mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mạnh mẽ vượt qua rồi, mình đã cố gắng rồi mà nó lại vô một cái ngọn cục khác nữa thì còn tệ nữa. Cái xong rồi lúc đó là có một cái giai đoạn là tự nhiên cái em nghĩ những cái điều rất là tiêu cực luôn. Rồi em nghĩ là thôi chắc giờ xong rồi. Nó cuộc đời gần như là xong rồi. Tiên thấy giờ tự nhiên thấy cái gì cũng mất hết, giờ không còn gì hết trơn á. Cái giờ ca sĩ mà không có giọng hát giống như là giống như nàng tiên cá mà mất giọng nói. Thấy cuộc đời không còn gì, cho nên là thôi em có một cái tia suy nghĩ nó lóe qua, nó nói thôi hay là bây giờ mình kết thúc cuộc đời. Đăng xuất rồi cuộc đời. Dạ đi. Đúng rồi. Đấy, cho nó nhẹ chứ bây giờ em không có, có nghĩa là em không có lối thoát. Vì em thấy là tự nhiên sao mọi thứ nó tự nhiên mình đang như thế này, mình đang lên một cái tầm cao, tự nhiên mới có lấy chồng có 1 năm mấy 2 năm mà tự nhiên bây giờ nó thay đổi mà nó làm cho mình không còn cái gì trong tay. Tự nhiên em rất là thích biển, đúng không? Kết thúc một cái cuộc đời cũng muốn là sẽ được ra biển. Không biết là lúc đó cái giai đoạn trầm cảm hay sao đó, tự nhiên em lóe lên một cái suy nghĩ như vậy. Cái xong rồi cái hồi cái em tỉnh thì nó ủa mày cái gì vậy? Cái gì vậy? Mình nói ủa cái gì vậy? Trời tại sao mình có cái suy nghĩ mà khùng điên như vậy? Rồi cho con sao, rồi gia đình sao? Rồi lại một lần nữa em lại cố gắng lại. Em lại cố gắng. Thì cái lúc đó thì thật sự ra nếu mà nói về bạn bè thì em cũng có rất là nhiều người bạn bè thân thì cũng chia sẻ, nhưng mà những lúc như vậy em thật sự là chia sẻ, mọi người chia sẻ thì cái khoảng thời gian đó mình chỉ nguôi ngoai cái khúc được ngồi đó, hoặc là gia đình lúc là chỉ chia sẻ được cái khoảnh khắc đó thôi, nhưng mà mọi thứ nó vẫn đang bế tắc trong cái con người mình vẫn là cái người chủ chốt để mà vượt qua nó. Đúng. Mà đến thời điểm đó thì em lại gượng dậy một lần nữa và em nói thôi bây giờ thế cứ từ từ, chứ bây giờ mà giờ mất ra giọng rồi bây giờ biểu sao mà tìm lại được, giờ phải muốn gì phải từng bước chứ bây giờ đâu thể nào mà bác nó đang hát không được giờ thành hát được, em nghĩ là cũng khó. Cái sau mình lại từ từ từng bước, nhưng mà trong cái giai đoạn đó thật sự là đó thì cũng lại phải nhục nhã để mà đi hát gào thét. Trời ơi cái khoảng đó là cái khoảng mà mình thấy nó thì có mình thấy mình gọi là tủi nhục với lại cái nghề của mình. Lúc đó thì Ngọc vô cùng buồn chán, rất là chán nản và gần như là không muốn đi hát nữa, muốn bỏ nghề. Lúc đó Ngọc có up lên Facebook một số những cái chia sẻ, những cái cảm xúc rất là buồn, thậm chí là những cảm xúc giống như là nhớ về cái người chồng cũ, và up lên hình ảnh giống như là một cái hòn vọng phu vậy đó thưa quý vị. Thì khi đó Quân có động viên Ngọc và Quân có nói rằng là Ngọc không nên làm điều đó. Và nếu mà Ngọc có buồn thì Ngọc cứ chia sẻ với Quân, với những người thân trong gia đình, với những bạn bè của mình. Chứ còn thực sự làm up lên Facebook là một cách để giải tỏa stress, để giải tỏa khủng hoảng thì có lẽ đó cũng không phải là một cách hay. Quan trọng là gì? Quan trọng là bây giờ mình cố gắng tập luyện để cho mình có được một cái sức lực, một cái thể chất tốt, một cái tinh thần tốt. Và từ cái thể chất và tinh thần tốt đó thì biết đâu đấy cái giọng của mình sẽ trở lại. Thì thực sự là thưa quý vị, làm sau một thời gian rất là dài ở bên cạnh Ngọc và luôn luôn cố gắng nỗ lực để mà động viên Ngọc và bắt Ngọc phải đi ra ngoài, phải đi gặp gỡ mọi người, đi chơi, đi cà phê để mà thay đổi cái tinh thần của mình cho nó thoải mái, cho nó hết stress, không có nghĩ nhiều về những cái chuyện đã xảy ra nữa, trong quá khứ nữa.
từ từ thì Quân thấy rằng là Ngọc có cái sự thay đổi dần dần. Có thể em sẽ ngại nhắc lại những cái giai đoạn buồn hay giai đoạn mệt mỏi, vì thường ai người ta cũng chỉ muốn nói những cái đoạn vui, thường vậy. Ví dụ anh em ngồi kể chuyện ít khi nhắc lại chuyện buồn. Nhưng cái thời kỳ đấy nếu để nhớ lại thì em nghĩ một Khánh Ngọc thời kỳ đấy trông sẽ như thế nào, và công việc hàng ngày của cô ấy sẽ là gì, những hoạt động hàng ngày của cô ấy sẽ là gì, và cái thời kỳ mà gọi là tệ đấy. Dạ, lúc đó thì em thấy là, để em chia sẻ thì em cảm thấy cũng cũng khá là nhẹ nhàng và thoải mái. Bởi vì nó cũng nó đi qua quá rồi. Là lâu nó đi qua rồi, khi mình kể lại thì mình sẽ mạnh dạn hơn để mình kể. Chứ mà lúc mà ngay cái trong cái giai đoạn đó thì em có nghĩa là em không có tinh thần để mà kể những cái chuyện đó. Anh hiểu. Bây giờ anh mới dám hỏi. Thời kỳ nếu bây giờ em chưa vượt qua được đấy anh không dám hỏi. Dạ. Bây giờ dù sao nhìn lại nó cũng đỡ đỡ rồi. Dạ. Thì trong ngay cái khoảng thời gian đó thì em người ngỗng nó còn chưa về form nữa mà. Có nghĩa là nó cứ sầu sề, rồi lúc đó khi mà mình tài chính không có đó, làm cho cái sức khỏe, rồi nhất là cái tinh thần, khi mà tinh thần mình không vững á, là nó làm mình cứ suy nghĩ những cái thứ mà nó rất là tiêu cực. Lúc đó con em nó mới được có một tuổi mấy à, tối đi hát về cái nhìn con nằm đó nó ngủ say sưa, tự nhiên cái nước mắt, lúc đó nước mắt mình chảy ra, cái xong mình cảm thấy ủa, mình nhìn lại những cái thời gian mà mình cũng là một ca sĩ, mình cũng có tên tuổi, rồi mình cũng có cái giai đoạn gọi là huy hoàng rực rỡ đúng rồi, xong giờ mình chả ra cái gì hết trơn vậy, hát hò cũng không được, mà tự nhiên chuyện sau có cuộc ly hôn mà tiếng cái con người mình sao nó gọi là nó tàn tạ đến như vậy. Rồi em nhìn đứa con, rồi sao mình nói bây giờ mình phải không thể nào mà cứ để cái tình trạng này nó xảy ra được. Mình phải thay đổi, mình phải làm bằng mọi cách để mình thay đổi. Bởi vì nếu như mà mình trùng bước, coi như là mình suy sụp, thì không những mình cả một cái thuyền, trong đó thuyền đó có con em, có ba mẹ em, có cả gia đình em nữa. Từ lúc đó là em là cái người trụ cột trong nhà, đứa con nó là mục đích, nó là lẽ sống của em đến lúc đó. Cho nên là em quyết định là em bùng, em đứng lên và em bắt đầu em tìm mọi cách để mà em bước chân ra khỏi cái sự suy sụp và cái sự tinh thần mà nó đau khổ khủng khiếp trong cái giai đoạn đó. Em có lên kế hoạch đứng dậy không? Đầu tiên lúc mà em hoảng cái vụ mà giọng hát đó là em hoảng nhất trong cuộc đời đó, em chú trọng về giọng hát nhiều hơn. Xử lý một cái mà đó. Mình đang cái nhưng mà sợ đó nhất. Thì lúc đó thì mình sức khỏe mình không có, thì bây giờ càng xử lý thì nó lại càng đuối tiếp. Nó tự nhiên thấy mình hát không được thì mình càng quản thêm nữa. Cái lần thứ hai bắt đầu gần dậy lần thứ hai thì bắt đầu em mới bắt đầu mới là mình bắt đầu mình ra một cái list. Đó là bây giờ là mình phải có sức khỏe thì mới có được mọi thứ. Chứ bây giờ sức khỏe không có làm sao hát. Cái bắt đầu chuyển qua tập thể dục và bắt đầu là tập yoga. Đó, tập yoga từ từ, rồi xong đến mấy năm nay thì bắt đầu em qua một cái gọi là thiền định. Đó, em thiền. Tại vì em nghĩ là tất cả mọi thứ là vui buồn nhiều hay ít là do tâm của mình. Đó, khi mà em ngộ ra được những cái điều đó, đó là lúc mà em đã được mở được cái cánh cửa để mà thoát ra khỏi những cái khủng khiếp đó. Cũng là lúc mình không có tiền, nhưng mà mình nghĩ là trời, giờ không có tiền giờ chết giờ sao, giờ mình cứ nghĩ quẩn là không được, mà mình cứ không tiền là nó đã không tiền rồi, bây giờ có nghĩ nó cũng vậy, thì mình cứ từng bước mình mở ra. Bởi vậy em nói lúc đó tự nhiên em thầm cảm ơn là mình, khi mà mình ngộ ra, mình đã nhận ra được là lúc đó cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Khi mà mình chú trọng vô những cái gì quá thì nó lại càng, nó làm cho cái nỗi đau nó càng đau hơn, hoặc nó làm cho cái sự việc nó lại tồi tệ hơn. Đó, thì bây giờ em tập cách là buông nó đi. Buông nó, giống như mình tạm quên nó. Rồi xong rồi từ từng bước nó lại làm như vũ trụ lắng nghe đó kìa. Nó lại vô theo cái nguồn. Nó là từ từ mọi thứ nó thay đổi, nhưng mà phải từ từ. Không thể nào mà mình nói là một sớm một chiều mình có thể là thay đổi, mình có thể tươi vui lại được hết. Nhưng anh tò mò một cái nữa em, đó là cái vụ thiền định. Em tự học hay là có người hướng dẫn? Lúc đầu thì em lên YouTube em coi. Ui, học luôn cả qua YouTube luôn. Dạ. Thực ra anh cũng muốn, ví dụ viết kịch bản căng thẳng quá anh cũng muốn được tĩnh lại chẳng hạn, nhưng mà anh định lên tìm
anh cũng có đọc sách, anh cũng lên tìm, nhưng vợ anh bảo anh ấy trên đấy nhiều thứ là nó không đúng lắm đúng, đâu nha. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Coi nhiều người. Và xong rồi đâu mình cảm thấy cái nào theo nó hướng thiền mình đó, là gọi là người dẫn thiền á. Đó là nó phù hợp, khi mà mình định được á thì là ổn. Em chỉ thiền cái kiểu mà dạng căn bản để nó làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Đó, cái đó là mục tiêu của mình và cái mục đích, cho nên em cũng giống như là một cái người thiền mà căn bản chập chững thôi. Cần nhất bây giờ là cho cái tinh thần nó bình yên, nó bình an. Những cái chia sẻ của em, một vài người từ đó mà có thể nhận ra được một cái điều gì đó rồi sẽ lên trên YouTube hoặc là có thể tìm hiểu giống như là em. Anh cũng đang hỏi cái đấy, làm thế nào để biết nó phù hợp? Em coi được của thầy Thích Nhất Hạnh, khi mà nghe thầy thuyết giảng á, thấm từng lời á, tại sao mình hiểu được là tâm mình càng tĩnh lặng, mọi thứ là tự nhiên nó sẽ đến. Thế anh rất muốn hỏi là ở cái trạng thái đấy thì em còn nhớ gì không, hay là lúc ấy mình tự nhiên nó là một cái khoảng băng trắng ở trong cái lúc mà định là giống như là trong mình không còn cái tạp niệm nào hết. Em có cảm giác là giống như là nó có một cái giống như một cái làn khói trắng hả? Kiểu vậy đó, không suy nghĩ gì hết mà mình cứ ngồi đó. Rồi xong mình lắng động lại mọi thứ. Em chưa đủ cái level, cái đẳng cấp để mà nâng lên. Nhưng mà đã đến cái đẳng cấp là mình cảm thấy mình đại khái là lúc ấy không suy nghĩ được gì nữa rồi, tĩnh lặng. Cái ngày mà mình định được là lúc đó là có nghĩa là mình không có suy nghĩ, không còn cái dòng suy nghĩ nào, giống như người ta gọi là những cái dòng suy nghĩ giống như con khỉ vậy đó. Nó không còn một cái con khỉ nào mà nhảy đu cây hết. Thì lúc đó là mình định được, hình như em định được cũng chỉ vài lần thôi. Chứ cũng khó. Còn cái cách mà em làm đó là thường là cái thời gian đầu á là mình phải đếm số, đếm từ 1 tới 10, cái xong rồi lại dòng lại đếm từ 1 tới 10. Để trong cái lúc mà mình đếm á, mình không có phân tâm, mình không có suy nghĩ cái gọi là tạp niệm nó không có xung quanh trong người nữa. Thì mọi thứ thoải mái, không cần phải lo nghĩ gì nữa. Dạ. Lúc trước em cũng sôi nổi, người hoạt náo, tự nhiên cái khi mà mình thiền định mình thấy cái người mình làm mọi thứ gì nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó đỡ hơn rất là nhiều. Đi tập thể dục đó cho nên là sức khỏe mình nó tương đối ổn lại, thì nó làm cho mình nó có niềm tin hơn, mọi thứ nó cân bằng lại từ cảm xúc cho tới cuộc sống. Sau bao lâu thì sức khỏe của em ổn định lại? Cỡ khoảng một năm mấy, hai năm là sức khỏe em dần hồi phục lại. Nhưng mà còn cái giọng hát là phải 7 năm. 7 năm? Dạ, 7 năm. Trời ơi, cái giờ đàn khủng khiếp, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó giống như là mình mất luôn hoàn toàn cái giọng, không còn một cái gì để gọi là Khánh Ngọc luôn. Trời ơi, nó khủng khiếp lắm luôn. Nhưng mà ý là em nói là trong cái khoảng 7 năm thì em mới dần hồi phục, nhưng mà ý là nó sẽ dần lên. Rồi sau khi 7 năm thì mình mới cảm thấy là mình ổn. Lúc ấy mình mới tự chấm cho mình là đủ điểm để có thể đi đa hát mà không, mình không xấu hổ, gọi là không đủ. Nhưng mà nó đại khái nó phải đi dần lên từ là 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm. Chứ không phải là đến một chứ ngày. Chứ không phải là 6, 7 ngày năm không được rồi. Xong rồi qua 7 tháng, 7 năm đó, là nó được. Nhưng mà có nghĩa là nó tiến bộ dần. Nhưng mà 7 năm thì em mới có thể là mình nói là giọng hát mình nó tìm lại được. Anh thấy như này, thông thường khi người ta ở trong vực sâu của nỗi buồn, người ta có một sự trợ giúp nào đấy, thi thoảng. Nhưng em thì cái hành trình cô đơn đấy gần như em tự nghĩ rằng ra là phải đi thay đổi lại giọng hát này, nâng cấp lại nó. Rồi em tự nghĩ đến việc là em sẽ đi tập yoga này. Rồi em cũng tự nghĩ luôn cả việc là tìm đến với thiền định này. Cái động lực nào khiến em tạo ra cái tự đấy mới là cái quan trọng. Đứa con là gọi là cái chính nhất để mà em nhìn con em, để mà em tìm cái đường để mà đi lối ra đó, gọi là em tìm cái lối ra đó là nhìn con em. Là cái động lực, là cái mục tiêu của em để mà em có thể là coi như là dọn rác đó. Gọn những cái gì mà mình cảm thấy là xung quanh nó không ổn là em phải tìm cách em dọn. Tại vì em cũng phải tự đặt câu hỏi cho mình rất là nhiều. Tự nhiên khi mà mình ngồi ngủ vô phòng ngủ với con đó, xong rồi tự nhiên rồi nằm kế bên thấy nó ngủ say sưa, rồi xong mình cũng ngồi là mình suy nghĩ nên rồi mình sắp xếp lại những cái thời gian sao, rồi mình tại sao mình bị như vậy, tại sao mình đặt câu hỏi, nhưng mà lúc đó thì chưa có câu trả lời. Nhưng mà mình biết là mình phải thay đổi, và từ đó thì mình mới thay đổi. Thì đó giống như em nói là thay đổi lần một không thành công, rồi xong bắt đầu mình phải thay đổi chiến thuật. Phải cuối cùng vấn đề là mình thay đổi không chỉ bằng hành động mà tất cả là từ do tâm mình phải thay đổi từ cái tinh thần.
Tại vì cái tâm mình suy nghĩ khác là nó sẽ khác. Ngay như mình khi mà mình nghĩ là cái chuyện đó nó buồn quá, trời ơi cái sự việc nó quá buồn đi, mình nghĩ vậy là nó buồn. Nhưng mà khi mình nghĩ là chuyện gì đó nó sẽ đến, thì cái chuyện buồn đó thì mình sẽ nghĩ nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà cái khoảng cách giữa hai cái thái độ đấy là cả một vấn đề luôn đó. Để mà được cái ngộ ra được, để tỉnh thức được những cái điều đó, thì đó nó cũng là một cái hành trình, hành trình mà em tìm đến cái sự ngộ ra trong cái con người mình. Hành trình, một hành trình không hề dễ dàng. Phải nói thẳng với quý vị khán giả như vậy, quý vị cũng đừng mơ mộng rằng mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hay là có một cái phương thuốc thần tiên nào đấy, không có. Buộc lòng phải đi qua một cái hành trình gian nan ấy thôi. Và ngày nay thì khán giả họ xem quảng cáo nhiều, rồi họ xem các video ngắn nhiều. Quảng cáo thì họ chỉ có 30 giây thôi, nên là bao giờ mọi thứ thay đổi cũng rất nhanh. Một chiếc áo bẩn nhúng vào bột giặt, nhấc lên đã thành màu trắng. Con mình đang thấp lún này, uống sữa một cái cao lên. Nên mọi người đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi trong chớp mắt. Có rất nhiều khán giả đôi khi nghe nói rằng là cô ấy về nhà rồi cô ấy nhìn con rồi cô nghĩ từ nay cô ấy phải đứng dậy. Và thế là cô ấy thoát ra khỏi nỗi buồn. Khán giả sẽ nghĩ như vậy. Mọi người chuyện đơn giản. Nhìn con làm động lực. Về nhà cũng thì nhìn cũng con đúng làm động là lực. Như vậy, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi. Còn cái sự phấn đấu của mình nó phải theo tính bằng năm, chứ không thể nào mà mới đó mấy tháng hay là mấy vài ngày vài tháng là có thể xử lý được cái gọi là cái mớ hỗn độn khủng hoảng như lúc vậy. Ấy là mình ở dưới vực sâu, bạn bè bên trên thì dù sao họ vẫn không ở dưới vực đấy cùng với mình. Họ vẫn ở bên trên, họ vẫn có thể động viên em, vẫn có thể cổ vũ, vẫn có thể chia tay ra khi mình gần lên đến nơi, nhưng mà họ không thể hát thay em được. Thế là nói chung cái hành trình vượt qua này là hành trình cô đơn mình em xử lý. Anh có một cái này là giả định này. Vì em mọi thứ nó đều tệ cùng một lúc, tận đáy sâu thì mình có động lực đi lên, vì nhìn chung đã xuống đáy rồi thì chỉ có đi lên nên chẳng làm sao đi xuống được nữa. Nhưng nếu giả sử một trong những cái điều tệ đấy nó không tệ, thì liệu em có thoát được khỏi nỗi buồn này dễ hơn không, hay là em sẽ vẫn chấp nhận sống cùng với những thứ mà đang tệ kia, tại vì có một cái nó vẫn không tệ. Cái con người của em á, khi mà mình thấy cái gì không ổn dù là một phần nhỏ thôi, em cũng phải tự đặt câu hỏi và em sẽ tự để xử lý đó, giải quyết nó. Ví dụ như sức khỏe không tốt thì đó, mình phải tìm cách để mình làm, chứ không phải còn cái này là em số em chắc nghiệp nó dồn vô một chỗ. Không, thế lại hay em ạ. em trả nghiệp như người ta trả từ từ. Còn em có nghĩa là combo luôn, vừa lấy chồng xong một năm ấy là ly dị, có nghĩa là nó xảy ra rất nhanh và rất mạnh cùng một lúc. Chứ như nhiều người khác thì có thể là hôn nhân có thể là 5-7 năm hoặc là 10 năm rồi sau, mà nhiều khi đó biết đâu nỗi đau dày vò nhưng mà từ từ. Còn em một cái bụp rồi xong rồi chỗ nó dồn vô. Em cũng đã là được gọi là một người phụ nữ cũng khá là mạnh mẽ rồi. Mà nói em biết là nếu như mà em không mạnh mẽ, em không biết cái em đi về đâu luôn á. Không, anh cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ đấy của em. Nhưng anh phải hỏi câu vừa rồi là vì đôi khi trong cuộc sống anh em dễ thỏa hiệp. Khi mọi chuyện không tệ hết thì thường chúng ta sẽ chấp nhận những cái phần tệ cũng được. Lúc đó mình sẽ và mình sẽ sống với nó lâu dài. Dạ thôi kệ. Còn em không có thôi kệ, em cảm thấy cái gì không ổn là em phải giải quyết. Giải quyết đến cùng. Em không có thích mà phải ví dụ như mình phải sống với những cái nó không thuộc về mình, nó không cùng tần số của mình. Em không thích sống cái kiểu như vậy. Ví dụ như sức khỏe mình không tốt, ủa tại sao sức khỏe mình không tốt? Em khi đó ủa tôi còn trẻ mà tại sao sức khỏe tôi không tốt? Tôi phải tìm ra nguyên nhân rồi và giải quyết. Đó, em cái tánh em là vậy. Nhưng mà sau cú sang chấn đấy thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em về sau này không? Về quan điểm sống, rồi về các mối quan hệ, rồi cách em tiếp cận với một người nào đấy mới, hay vân vân, cách yêu thương vân vân, nó có thay đổi gì em nhiều không? Thì chắc chắn là sẽ thay đổi rất nhiều, nhất là những người mà đi sau người chồng cũ em cũng rất là mệt mỏi. Có gì mà mệt mỏi? Là tại vì mình lúc nào mình cũng trong cái tâm thế là mình nghi ngờ. Lúc đó em cảm thấy là cái hôn nhân đó là hôn nhân cuối cùng của em không có nhu cầu luôn á. Ý là em nói trời tôi không có nhu cầu phải lấy thêm một lần nữa, quá sợ hãi. Trời ơi, nói trời ơi sao mà nó khủng khiếp, giờ nó dập thêm lần nữa không biết là mình có chịu đựng nổi cái cú sốc lần thứ hai không. Em không có nghĩ tới cái chuyện mà sẽ kết hôn. Nhưng mà yêu thì vẫn yêu đó, nhưng mà yêu trong cái tâm thế là yêu nhưng mà không có hết mình, không hết lòng.
Tức là em vẫn giữ cho em một khoảng riêng. Vẫn còn lý trí, ý là mình phải tỉnh táo. Em ráng lắm anh. Lúc nào cũng chỉ thò một chân đứng bên đấy thôi. Em ráng rồi xong rồi mình còn con cái nữa. Thật sự là cái đối tượng mà đến với em thì thật sự là bao dung, thật sự là biết chia sẻ thì mới có thể mà kết nối. Nói là nói vậy nhưng mà đến một ngày đẹp trời thì tự nhiên có một người quá là phù hợp thì đến với cái cuộc đời mình, thì tự nhiên các cách suy nghĩ và những cái gì mà mình nói trước kia tự động nó xóa. Tự động nó tan biến hết, bởi vì cái người sau này ổng quá là bao dung và quá là chẳng những là thương em mà còn thương cả con của em nữa. Nó làm cho mình có cái cách suy nghĩ khác. Lúc này thì mình cảm thấy là trao trọn niềm tin hết lòng được rồi. Chứ không có còn rén như lúc trước nữa. Cứ coi như là mình không may bị đắm một lần đò đi. Yeah. Xong là lóp ngóp bơi được vào bờ. Thế nhưng một ngày có một cái con, không phải là con đò nữa mà có thể là du thuyền hay là con thuyền lớn đi. Mà đủ vững vàng một con tàu lớn, mình hoàn toàn có thể tự tìm được xuống. Một con tàu từ nửa vòng trái đất bay về đây. Nửa vòng trái đất luôn. Yeah. Đấy. Đúng là kỳ lạ khi mà nếu mình không tin vào duyên cũng khó nhỉ. Tại vì nếu mà từ một nửa vòng trái đất có thể từ cách đấy hàng mấy chục năm tự nhiên có một người sinh ra, người ta ở đấy người ta cũng có một cuộc sống hoàn toàn riêng biệt, rồi không hiểu sao người ta lại phải đi nửa vòng trái đất về để... đúng rồi, mà rất cực khổ, mỗi lần bay về vừa cực vừa mệt, vừa trái múi giờ vừa tốn tiền nữa chứ. Mà nhưng vẫn mà bay vẫn, về đây vẫn lao đầu vào. Đấy, đôi khi là duyên số ở chỗ đấy em ạ. Mình đã tin cậy rồi thì mình sẽ bước chân lên thôi, bước cả hai chân lên thôi và mình sẽ lại tiếp tục hành trình cùng với con tàu đấy. Anh nghĩ là cái nhu cầu lớn nhất của người phụ nữ, bản năng đấy nhé, là an toàn cho bản thân họ và cho những đứa con của họ. Nên là ở bất kỳ một cuộc hôn nhân nào mà nếu người phụ nữ cảm thấy không được an toàn, họ bất an ấy, thì đấy là một cuộc hôn nhân mà họ sẽ không cảm thấy yên ổn. Và nếu một người đàn ông nào đấy mà mang đến sự an toàn cho người phụ nữ thì gọi là hoàn toàn mình yên tâm, trao gửi ngay. Dạ đúng rồi, mình yên tâm, mình có bờ vai nương tựa. Khán giả của Lối Ra thì họ sẽ có gửi câu hỏi cho em. Thực ra bọn anh cũng rất thích cái phần này vì là khán giả họ có nỗi quan tâm thật. Và họ hỏi đây thì họ hỏi, họ cứ gửi thôi chứ họ cũng không biết là anh sẽ hỏi khách mời nào cho câu hỏi gì. Tại vì là họ có vấn đề và họ luôn luôn muốn lắng nghe thêm một ý kiến nào đấy. Thêm vào nữa, câu như này: mình lấy chồng đã 11 năm, sau khi kết hôn chồng mình phản bội mình đến với mối tình đầu, sau đó mình đã tha thứ. Mình bầu đứa thứ hai, lần nào chồng mình cũng nhắn tin đong đưa với người phụ nữ khác, không quan tâm vợ. Từ năm 2013, mình mắc chứng OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khiến mình sợ bẩn, sợ rất nhiều thứ gây phiền toái cho mọi người xung quanh, khiến vợ chồng mình càng mâu thuẫn. Mình vừa chịu đau khổ vì chồng nhắn tin với người khác, lại vừa đau khổ vì chồng đòi ly dị dẫn tới trầm cảm, nhiều lần đập đầu vào tường, cắn tay, định lấy dao cứa cổ tay. Mình hỏi chồng lý do muốn ly dị, chồng nói do mình bệnh, không có lối sống tích cực, vợ chồng không hòa hợp. Trong ánh mắt chồng mình toàn những thứ xấu xa, phụ thuộc trong khi mình vẫn đi làm, bán hàng online. Mình phải làm gì để cuộc hôn nhân này không đổ vỡ? Cái bệnh này em cũng chưa rành lắm, coi như là không biết là khi mà chịu như được người chồng quăng chiếc áo lên sofa. Ví dụ thôi. Thì là cổ phải lụm lên. Rồi còn thậm chí là cổ... Biết em đi giặt là cổ cảm thấy là... Không, ngay cái hành động đấy khiến cô bất an, cứ đến một nhìn căn vô nhà, là thấy không thích kiểu gì. Đúng. Thì nó làm cho tinh thần cổ không tốt hay sao? Anh cũng không bị đến cái mức đấy, nhưng mà thường thì sẽ cảm thấy khó chịu. Như anh là cảm thấy khó chịu. Ví dụ như một cái văn bản mà anh mà đọc một văn bản của ai đấy mà bị lỗi chính tả theo kiểu là dấu chấm mà lại không viết liền lại với cái dòng chữ trước này, hay là đầu câu mà không viết hoa này hay gì, là anh bị khó chịu ấy. Tức là anh lại phải ngồi căn chỉnh lại các thứ để cho nó về đúng cái form ấy, thì anh mới cảm thấy yên tâm. Thì là anh mà lúc nhẹ. Mà anh làm cái sửa lại đó thì cái cảm giác của anh sao? Thì cảm giác cảm thấy cũng hơi bực mình một chút, nhưng mà sửa xong thì anh mới thấy yên tâm. Về lại với cái câu hỏi này thì em thấy là lấy nhau được 11 năm mà bây giờ đang là có hai đứa con rồi, mà bây giờ mà để mà hỏi là làm sao để mà hôn nhân không tan vỡ, nó có nhiều khía cạnh để mình với cảm cái nói. Câu hỏi này không thể đủ hết thông tin cho anh em mình để nhìn nhận vấn đề. Mình thấy là bệnh tâm lý rất là nhiều. Đây là một dạng trầm cảm, dẫn tới trầm cảm, nhiều lần đầu vào tường, cắn tay, rồi định lấy cả dao cứa cổ tay nữa. Đó. Tức bây là giờ quan trọng là mình phải cổ phải
cái bệnh nó có phải được tìm nguyên nhân để mà chữa được cái bệnh. Chứ bây giờ thật sự ra nếu như một cái người kề bên mình mà tự nhiên thấy mình làm những cái chuyện đó thật sự cũng sợ. Cách đầu tiên là mình phải làm sao cho nó cái bệnh mình đó nó được tốt dần lên. Chứ nếu không thì chính mình đang là một gánh nặng khiến cho người xung quanh hay là ngay cả anh chồng này chắc anh cũng sẽ rẻ rất nhiều. Nhất là những căn bệnh về tâm lý như này nó khiến cho chúng ta như đeo một cặp kính lúp. Em nhìn vấn đề gì thấy nó cũng to hơn hẳn. Anh chồng có thể nhắn tin với một cô bạn hay làm gì đấy, nhưng đối với mình nhìn qua tầm kính lúp đấy là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Thì thường thường nếu mà gặp chuyên gia tâm lý thì cái việc mà thiền định nó cũng gần như vậy. Nó sẽ giải quyết được thứ nhất là về tâm lý cho cổ, sau đó thì mình mới nói được tới cái chuyện là làm sao cho hôn nhân không tan vỡ. Lời khuyên của em đúng, rất là hiệu quả. Bạn không thể muốn giữ được một sự bình yên khi chính bản thân mình là cơn bão. Bạn hãy lấy cái động lực rằng để giữ được cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình là một động lực, và bạn tự tìm hiểu. Biết đâu mình có thể tắt được cơn bão đấy thì mọi thứ xung quanh tự nhiên nó sẽ bình yên hơn. Chúng tôi chỉ chia sẻ trên những cái hiểu biết của chúng tôi và kinh nghiệm chúng tôi trải qua. Hy vọng phần nào đấy có thể hỗ trợ được quý vị tìm ra lối ra của mình. Quay trở lại cuộc nói chuyện của anh em mình thì rất cảm ơn em đã đến tham dự chương trình. Và đôi khi lối ra cũng cần phải có thời gian để có thể nó từ từ mở ra. Và không có cái gì có thể đến một cách đột ngột và dễ dàng, vì cái gì đến đột ngột và dễ dàng thì đôi khi nó lại kèm theo nhiều những nguy cơ khác. Và... tác dụng phụ. Đấy là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và với những quý vị mà đang ở trong những nỗi buồn na ná giống như là Khánh Ngọc chúng tôi đã trải qua, thì quý vị cũng có thể thấy rằng là cứ từ từ, và hãy cứ nỗ lực hết mình, rồi từ từ lối ra sẽ mở ra. Kể cả như những bước đầu tiên leo lên bờ vực đấy lại là thêm một cú ngã nữa chẳng hạn. Dạ đúng rồi. Thì cũng không có nghĩa rằng là không có thể leo được, mà chúng ta cần phải nỗ lực tiếp. Đấy là thông điệp mà chúng tôi muốn trao đổi với quý vị ngày hôm nay. Thật sự là ngày hôm nay là em rất là cảm ơn chương trình, cũng như là cảm ơn anh Dũng đã cho tạo cái cơ hội để cho em có thể ngồi đây để chia sẻ với lại anh cũng như là khán giả, để hiểu hơn về em hơn. Rồi mình cũng có thể chia sẻ được cái trải nghiệm của mình đã trải qua trong cái hành trình mà mình đã tìm ra được một cái con đường để mà đến cái sự gọi là cái sự bình yên trong cuộc sống. Và hy vọng rằng là khán giả ở đâu đó có những người mà đang ở trên gọi là trên bờ vực hôn nhân có thể là đang lung lay, thì mình có thể nhìn nhận lại và mình tìm cách, rồi có thể là tự mình sẽ tìm được một cái lối ra nó tốt nhất và nhanh nhất có thể đối với mọi người. Em lên đây ngồi với anh để nói chuyện với bản thân em, anh nghĩ đây cũng là một lần mà nó đã chứng thực cho việc là em cũng đã dám nói lại những nỗi buồn, dám nhìn lại những nỗi buồn và đối xử với nó một cách bình thường. Thay vì là phải né tránh nó hay là sợ hãi nó. Nên góc độ nào đấy, nếu như coi cái nỗi buồn của mình là một quá trình học hành chẳng hạn, thì đây là cái phần lên lối ra này là phần tốt nghiệp. Và mình đã vượt qua cái nỗi đau đấy. Phía trước thì còn nhiều thứ để trải nghiệm, cả niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà anh nghĩ sau khi bước ra khỏi một nỗi buồn, một cái tìm ra lối ra rồi, mọi thứ cũng sẽ bình ổn hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Và với quý vị khán giả thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Lối Ra của chúng tôi. Hy vọng là phần trò chuyện của anh em chúng tôi sẽ hữu ích cho quý vị, và biết đâu có thể giúp được quý vị trong hiện tại và trong cả tương lai. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Quá khứ từng ba chìm trong hạnh phúc, đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay. Hiện tại bình yên là thứ xa xỉ, thẫn thờ chính lên đanh tay trắng tay. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ, lạc bước thân đã lỡ một lần đò. Mê cung mãi miết thêm những chân nghĩ, loay hoay tìm lối thoát ra ai cho.